Chào đón quý vị đến với chương mục Nấu Gì Hôm Nay. Thưa quý vị, nghêu là một món ăn rất là ngon miệng này, giá trị dinh dưỡng cao mà giá cả rất là mềm, vì vậy được chúng ta ưa chuộng rất là nhiều. Và tiếp tục với chủ đề những món ăn ngon miệng lạ mắt, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Duy Tiên để thực hiện món canh nghêu. Chào chị. Chào Thanh Mai, chào khán giả của chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Dạ, món canh của chúng ta ngày hôm nay được mang tên gì chị ha? Như Mai biết là bên cạnh cái nguồn thực phẩm quen thuộc cho món ăn hàng ngày chúng ta như là thịt bò, thịt heo, thịt gà, thì nghêu đã dần dần đi vào trong cái món cơm của hàng ngày của chúng ta. Thì hôm nay Tiên sẽ chia sẻ một cái món nghêu rất là hấp dẫn, đó là canh nghêu nấu với chả cá thì là. Chị giới thiệu chức năng vật liệu nha. Để thực hiện cái món canh nghêu chả cá thì là cho khoảng 4 người ăn thì chúng ta cần là 200g thịt nghêu, 150g chả cá thắt lát, 2 trái cà chua, 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng cơm mẻ, 50g thì là và 1 ít hành. Gia vị thì chúng ta có là dầu ăn, nạc tiêu, đường và không thể thiếu là nước mắm chấm ngan và hạt nêm từ mắm và rong biển. Trước hết thì mình sẽ cắt cà chua nha, mình cắt muối ra. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc. Thì là thì của mình cũng thái nhuyễn ra. Bây giờ trước hết đó thì chúng ta sẽ quét chả cá. Đây mày giúp chị này nha. Chúng ta sẽ cho một ít cái hành mà nãy mình làm đó. Hành á. Rồi. Một ít thì là và một nửa muỗng tiêu. Một muỗng hạt nêm từ nấm và rong biển. Và một muỗng nước mắm ngon. Mây quét bên thấy là khi mà nó dẻo và nó nặng tay nó là được. Trong khi đó thì chị sẽ xào cái cà chua. Chúng ta cho một ít dầu ăn vào. Ta cho tỏi vào phi thơm. Cho cà chua vào xào. Mình xào cà chua cho nó ra cái màu nước nó đẹp lắm mà. Và sau đó chúng ta cho cái nước nghêu vào. Nước nghêu thì chị đã nấu cho nó sôi trước nè, cho nó nhanh. Và nghêu đó là chị đã luộc sơ hết rồi đó phải không chị? Cái nghêu này là mình mua ở ngoài chợ thì nó cải. Nó cải nó vẫn còn sống, còn nếu mà cái nghêu mà mình mua về mình cải, mình nấu lên á thì nó hơi chín rồi. Bây giờ thì mình nấu cho nó sôi. Và mình thấy là bây giờ cái chả cá nó dẻo rồi nè. Thì mình sẽ khi mà nó sôi thì mình sẽ múc cái chả cá mình thả vào. Mình nêm 2 muỗng hạt nêm từ nấm và rong biển. 1 muỗng đường. Và một ít mắm ngon. Mình chờ cho nó sôi lại. Và mình đặc biệt là món canh á, thì canh nghêu thì chúng ta có thể nêm có cái độ chua thì có nhiều cách. Ở đây thì Tiên dùng là cơm mẻ, còn ở miền Nam á, thì người ta dùng là me hay là giấm hay là chanh để làm chua. Còn miền Bắc thì người ta dùng tay chua hay là trái sấu nè, hay là cơm mẻ. Thì tùy theo món ăn mà người ta dùng cái gia vị cho nó thích hợp. Nhưng mà trái sấu thì cũng phải chờ có mùa. Chứ như là me hay là cơm mẻ hay giấm thì cũng dễ hơn hả chị? Khi mà bây giờ là chúng ta sẽ chờ sôi một chút. Bây giờ nó sôi và cái chả cá nó nổi lên như vậy là nó chín rồi. Thì mình sẽ cho cái thịt nghêu vào. Và mình cũng chắc cũng chín chín lắm phải không chị? Nghêu mau chín. Rồi, nghêu thì nó rất là mau chín thôi là chúng ta có thể lấy ra được. Chúng ta cho nó sôi lại. Bây giờ chờ cho nó sôi một tí quá không? Một trong lúc chờ sôi thì có lẽ là để cho quý vị khán giả chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát nha.
Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục thực hiện món ăn đang mở dở trong chuyên mục nấu gì hôm nay. Và bây giờ thì nước đã sôi rồi chị ha. Thịt nghêu đã chín rồi, chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta cho cái thì là và hành vào và tắt bếp. Mà biết không, cái thịt nghêu thì nó giàu đạm và giàu các nguyên tố vi lượng như là canxi nè, kẽm và đồng, ít chất béo và ít cholesterol. Nghêu còn có tác dụng là thanh nhiệt nữa. Cho nên vào những ngày mà nóng bức mà chúng ta cảm thấy trong người nó nóng nè, rồi khô cổ nè, ra mồ hôi trộm đó, thì chúng ta nên ăn một cái tô canh nghêu giúp cho cơ thể chúng ta giải nhiệt tốt lắm đó này. Dạ, rồi bây giờ mời chị cùng bước ra tô nha. Món canh nghêu thì chúng ta có thể ăn với cơm trắng hoặc là với bún. Rồi bây giờ xin mời Mai dùng thử xem.